biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ai ngờ tân Hoa hậu Khánh Vân từng là điều dưỡng lẳng lơ và tiểu tam đáng ghét. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ, Khánh Vân từng đảm nhận nhân vật điều dưỡng xinh đẹp quyến rũ, nhưng rất mưu mô và thậm chí còn đi làm tiểu tam trong các bộ phim. Sau 2 năm, Hoa hậu Hene đã có người kế nhiệm là Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Cô gái sinh năm 1995, có số đo 3 vòng 83, 60, 90, gương mặt đẹp và đôi mắt biết cười, đã xuất sắc vượt qua 44 cái tên khác để đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ 2019. Trước khi đăng quang ngôi vị sắc đẹp cao quý, Nguyễn Trần Khánh Vân từng được nhiều khán giả biết tới qua các dự án phim ảnh. Từng học tại khoa diễn viên kịch điện ảnh Đại học Sân khấu Điện ảnh, diễn xuất của Khánh Vân được đánh giá là khá tự nhiên chân thật. Đặc biệt trong dự án web drama Bệnh viện Thần Ái, Khánh Vân nhận được nhiều chú ý bởi đảm nhận nhân vật mê trai số 1 và luôn tìm mọi cách để quyến rũ các bác sĩ điển trai ở bệnh viện. Hà của Khánh Vân xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ, cô lắm mưu nhiều kế khi đi thả thính, nhưng tính cách khá đơn thuần trẻ con. Hà đặc biệt mê bác sĩ Phan, nên đã bày đủ mọi chiêu trò để quyến rũ anh chàng bác sĩ lạnh lùng, nhưng thủ đoạn dụ dỗ trai của Hà luôn độc đáo, táo bạo và không có dấu hiệu bị cạn kiệt ý tưởng. Tham gia Bệnh viện Thần Ái, Khánh Vân được nhận xét là gợi cảm cuốn hút nhất dàn diễn viên nữ trong phim. Bạn diễn Kim Nhã thậm chí còn khen ngợi ngoại hình của Khánh Vân đẹp đến mức phụ nữ nhìn còn mê. Chia sẻ về những lời khen bởi ngoại hình nóng bỏng của mình, Hoa hậu Khánh Vân cho biết: "Nói về sexy thì Vân thấy trong dàn cách nữ của phim ai cũng có thể sexy, thậm chí là sexy hơn Vân nữa. Chỉ là nhân vật của Vân có khá nhiều dịp để bộc lộ yếu tố này hơn các chị em còn lại. Bên cạnh đó, chắc cũng là nhờ định trang của Vân có phần nóng bỏng hơn mọi người một chút, vì mỗi nhân vật đều có một hình tượng riêng." Trước Bệnh viện Thân ái, Khánh Vân cũng khá có duyên với những vai diễn xinh đẹp gợi cảm nhưng có đời sống tình cảm phức tạp. Ở Những sắc màu hôn nhân, Thảo Khánh Vân lại là một tiểu tam, cô đã chấp nhận tha thứ và quay lại với tình cũ Huy, Hoàng Anh dù anh đã có vợ. Đến khi quan hệ vụng trộm bung bét, Thảo, Huy, Loan đều phải chịu tổn thương đau khổ. Vốn dĩ là người đến trước nhưng cuối cùng Thảo lại biến mình thành người thứ ba vì Huy và Loan đã trở thành vợ chồng hợp pháp ở hiện tại. Tham gia Yêu là phải liều, Khánh Vân lại đảm nhận nhân vật nữ thư ký xinh đẹp có quyến rũ giám đốc Nhân, Trí Quang. Trong bộ phim Thiếu gia trai nghèo, Khánh Vân đảm nhận vai tiểu thư Hoài Băng, con gái một đại gia, thiếu tình thương bố mẹ và sớm sa ngã vào con đường ăn chơi. Cô có mối quan hệ phức tạp với Minh Phú, Trương Thế Vinh, thiếu gia nhiều tham vọng nhưng ham chơi, bất chấp thủ đoạn và tài, Hà Trí Quang, chàng trai mới du học ở Mỹ về, đang cố bảo vệ cơ nghiệp của gia đình trước kẻ thù.